cái ranh giới cột, cái ranh giới cột đây, nhưng mà cái mắt chỉ này nè, nó sẽ dịch vô một tí mắt chỉ này nè, bỏ đầu này một tí vô trong, bỏ trong một tí nữa, mình lấy cái số chuẩn của mình là 13m45, 13m45 dài dài vô tới đó, vô ôm cái cây cột, cây cột trong của cây cột điện này đó. Thở đang nào, đang nào lỗ móng nó đang xuống, xuống sáu tấc, lâm le dưới này, nó bỏ cột xuống rồi nó ăn lại đất qua này luôn. Ba ở thì sao, nó đo từ cái vách bên ông em của ông Cường á, là đo kéo qua thì 13m45, cũng bỏ trong đó anh tí 5 phân ra đây thì nó ngay cái đoạn này đây, bụi lá lớp, bụi lá lớp nên nó lệch với lại cái cây nhào thì xá. Đó. Đứng ngay cái vạch này, là đứng ngay vạch này nhìn lên. Đó, nhìn lên thấy cái trụ xa xa đó. Đó. Cái nghĩa là cái vị trí đất ổng nó dắt xíu xíu như cái nhà của ổng đang cất vậy đó. Góc trong này thì 24m60 thì chừa ngoài kia hết tấc rưỡi rồi, này chân này là đo là 24m45 đó. A compass with no turning point, a map with no sense of direction, GPS that somehow lost its voice, float around in midair, no suspension. Quay coi đẹp không? Quay hai trong tổng rồi. Nó lượn vô này nè, thấy không? Nó chớp vô nó lượn qua đây là nó thẳng lên kia. Thì nhìn thì nó cũng không có vô mấy. Như vậy nó vừa lòng vừa dạ, thằng chính quyền thì mình đồng ý vô rồi, nhưng mà quan trọng cái thằng kế bên là đám mà nó đồng ý thì được rồi, không có nói năng nữa. Nhưng mà nãy có mấy người hàng xóm ta chạy ngang ta nói, ta nói mấy nó ở đây mấy chục năm mà đường xá gì đường xe hồi đó có tí xíu, mà giờ rộng về bên kia lấn bên này bắt mình vô vậy thiệt. Nervous, feeling worthless, it feels heavy on your back but it won't surface, tender, wanting to surrender, yet you quickly press undo, turn to sender. Hold me, hold me tighter, I don't want you to let go or run, I falter. Keep me closer, all these things I wanna say, they don't sound kosher. A compass with no turning point, a map with no sense of direction.
Hãy đi tới ngã tư đó, tới tư lộn xộn đó, thấy ông bán nè, bán 4 con. Mà con này đẹp trai nè, ngon lành. À, lấy gật rê cái mặt à, cái mặt à. À đó, đó. Cái mỏ điên đuôi à. Cù nữa không? Cù nữa. Ồ, chân cẳng đã không? Đồ, ồ. Đây, mấy mặt đây. À, đó. Thấy cũng ngoan đó, không la léo gì hết á. Sao vậy thương không? Đang cười, cười sang á. Coi nó mừng rồi, nó đó, lucky lucky lucky. Nó mừng đó, 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 đó. Đó, 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 mừng đó. Thấy chưa? Ngoan lắm. Hello với đi con. Chuẩn bị về dục nó, xe nó nằm vậy nè. Ủa má gì đặc công đó, thấy ghê không? Ủa má chớp mắt nè. Hai nước luôn hả? Không, đẹp rồi chưa? Không có. À, bước nhà nè. Nó còn cắt. Trang này mai chiều lên lau dọn đó. Sạch lại, thay mấy cái áo biển. Buồn. Buồn này khô ráo ngon lắm. Ok chưa? Đường thứ hai cũng vậy. Mai khô hoàn toàn là nhìn nó đẹp rồi đó. Đây đóng cửa rồi thì tối nha, này thì mới trồng lên lớp 2, nó chưa khô lắm, nó chưa sáng, khoảng ngày sáng nè, sáng giờ dưới bếp bộ A Sang làm sáng luôn rồi đó, mai khô lại sáng rồi coi. Xới xuống đi, xới xới cho chỗ đó xuống, chúng nó lọc đó, xuống nữa, xuống thêm miếng đầu đó, đầu cái đó đó, bỏ lên đây, bỏ đi. Vét xuống cái đó đi, cái đó thả. Cái này thêm sâu xuống nữa, cái này còn cạn. Rồi, rồi, rồi. Quên lại. Chỉ cho nó ra dấu cho nó biết. Xuống nữa, vào nữa. Một cái nữa. Cái bỏ, cái bỏ. Nó không thấy đâu rồi, đó giờ không thấy đâu. Sáng nó bỏ, ừ đúng rồi. Xuống, rồi xuống. Rồi. Rồi được rồi, còn nhiêu sở nha. Đậm hết cái này nè, cho bằng bằng cao cao ra. Đây, đá. Khi giờ tháng quăng đây thì phải lên cái nhà cất.
Bên màu chỉ nó lịch sự rồi đúng không? Hai nước rồi đó. Sáng giờ làm tranh thủ sẽ trời mưa, nãy rất rất mưa luôn. Mà mấy hộp ngưng à, hên quá. Rồi hết sơn, ngủ sơn 5kg hết rồi. Bây giờ còn cái chân dưới này thì chưa có sơn được. À, mấy miếng ố ố ố có dậm dậm đỡ rồi. Mai mưa hũ sơn 5kg, sơn trắng, sơn trong nhà, sơn, sơn kia mắt. Sơn trắng ấy, trong nhà 5kg nó khoảng cỡ 200 hơn. Đó. Rồi bước vào nhà coi thử coi. Đó, thật sự là ha. Thì còn cái màu kiến này, cái cầu cửa này, nó còn lao là xanh lè. Ra con màu xám nè, được chưa? Rồi màu chỉ vậy nè, sáng ra màu chỉ. Được hai cánh nè. Đây, u dắt đã rồi, nãy giờ mới cho ăn hàng, dẫn đi dĩa, dĩa ngon rồi nè. Dĩa đẹp rồi, không phải sang cho ăn ấy đâu nha. Đừng có nói vậy nha, tại lúc kia buồn chỉ chạy. Bye bye anh Sang đi, chào anh Sang cái đi, chào anh Sang cái đi. Hello hello, chân tình trong cây cà nó không mới lắm nhưng mà nó sáng sẻ quá, sạch sẽ nó. Cái nền này còn dơ quá, chưa có dọn được. Đó, cửa này đẹp chưa? Đó. Nó không ngang bề rồi, chưa dọn được. Đó. Cửa trong nhà quay ra cửa sổ nè, đổi màu rồi, cửa buồn cũng đổi màu rồi đó. Buồn này cũng vậy, sau này là vẫn gắn cái bóng đèn đây thì bò hóng bò hiếc con nấu nướng dơ sẽ gắn bóng đèn đây là bóng à mét 2 chỗ này, bóng này là bỏ sẽ gắn chỗ này thêm bóng nữa để nó dư sáng đấy. Nhưng mà bóng này sẽ sử dụng cho cái ánh sáng ra ngay cái cửa sau này để làm cái sàn nước đây, rửa ráy ra đây tắm rồi dở chân dở cẳng gì đây cũng có ánh sáng ra tới đây. Chỗ này cái bóng đèn hả, đèn cái, đèn cái. Rồi chương trình là về đó, cửa sau nè này đóng lại nè, được chưa? Để sửa nha. Ok ha. Đây. À, cái dán này trong này nó hỏi xíu nè. Cái mẹ trong này thì không sao hết đó. Đó không? Đó. Kính cáp bao rung không sao hết. Đó không? Trắng rồi. Con này như vậy.
thiết kế gì mất cái kia, nãy chạy đi mua mấy cái ke mà dây chai đó thì về cắt làm đó, thấy không? Chịu lực dưới rồi bọc trên là cứ ngắt bao rung luôn, không rung sang nhảy đu thử rồi không hết, thấy không? Đó bên này đây đó cũng lắc như vậy nè, không lông đời không có, cắt cái lưỡi cưa ra khoan lỗ, cắt lưỡi cưa nè, có cái mũi khoan đa năng khoan nó ok cắt bắt lông đền không. Rồi chương trình là rào lưới sắt nè, để quay coi nè, đó quấn độ 2-3 tua như vậy là khỏi đu khỏi đeo đi, không tháo được đâu, thấy không? 3 móc 4 móc 4 vào quấn 2-3 tua lận đó, chằn cứng lắm, ok chưa? Rồi ha. Còn cái vụ bóng đèn đi mua trái đèn mua ấy rồi, ngày mai là mới thiết kế nó bắt lên đây đó, đó rồi ngày mai bắt lên, bắt cái bắt cao cao quá chứ bắt ở dưới cái chỗ này thì nó rọi xuống dưới nó thấy có một chùm đây à, chứ nó không có ra được ở mé làm sao. Cái nè à, thấy là à, trời nó mừng nè, nó mừng nè, trời hoàng lắm nha, không làm mấy nhà chỉ có mừng thôi, chỉ rất là ok, chỉ chắc bắt một cá sẽ đi chảy mà không sao hết. Lóc nó anh nghe tiếng anh ra chỗ ngủ luôn, hay chưa? Ăn đi con. Hello ha, cái cậy em bay lên trên không này thấy chưa, mà không cần làm trụ dưới này hả, dưới trụ dưới này thì đây được, nhưng mà đây nếu nguyên lóc rồi sao không. Bây giờ là thiết kế là khoan rút cái chân tường ra cái bát này, bát V, bát V lỗ á đó. Đó, bắt rút ra rồi cho nó có chịu đó, rồi bắt đầu tay dê nóc nè, còn hai cái, còn cái này tay dê của Mỹ mới mua luôn đó, bốn cái này nó bán là 2 xị, cái 50. Okay, yeah.